Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và các ông Nguyễn Văn Hùng, Lê Văn Dũng cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc và Hòa Thuận Tây báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, qua nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, cử tri ba phường bày tỏ phấn khởi trước thành công của kỳ họp, đã làm việc đầy trách nhiệm, giải quyết nhiều vấn đề lớn của thành phố, đáp ứng nguyện vọng cử tri. Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục xem xét giải quyết, trong đó đề nghị khắc phục một số bất cập trong quy hoạch quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm xây dựng nhà chung cư. Cử tri cũng quan tâm vấn đề mua sắm sinh phẩm xét nghiệm phòng chống dịch, đồng thời đề nghị thành phố có chính sách hỗ trợ người dân sau đại dịch COVID-19, cũng như hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân nuôi cá lồng bè. Cử tri cũng đề nghị quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách xã phường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và thông tin với bà con cử tri một số kết quả kinh tế xã hội nổi bật của thành phố trong năm 2021. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng kinh tế thành phố tăng trưởng dương, thu ngân sách vượt kế hoạch, giải ngân đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ trung ương giao. Nhiều khó khăn trước đây từng bước được tháo gỡ cho doanh nghiệp. Bước đầu, thí điểm chính quyền đô thị đạt kết quả tích cực. Cái vai trò giám sát của mặt trận, các đoàn thể cũng đảm bảo và dân chủ kỷ cương tại các cơ quan chính quyền cũng được đảm bảo và được giám sát. Thành phố cũng rà soát cái thẩm quyền, tăng cường cái phân cấp, phân quyền. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng, trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, kết quả thực hiện nhiệm vụ kép là nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay đồng lòng của người dân thành phố. Chúng tôi rất trân trọng, cảm ơn hệ thống chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương của chính phủ, của thành phố trong công tác phòng chống dịch. Chính cái sự đồng thuận ủng hộ này, chúng ta mới có một cái kết quả như ngày hôm nay. Và chúng ta cố gắng giữ cái kết quả, cái thành quả này nhằm mục tiêu là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân trước hết và trên hết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết, năm 2022 là năm kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, thành phố tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, bất cập, tháo gỡ các vướng mắc, huy động nguồn lực để phát triển thành phố. Thành phố cũng sẽ quan tâm chăm lo, hỗ trợ để người dân có cái Tết đầm ấm, an toàn.